Đây là nơi ăn nghỉ của bố mẹ anh và ông. Khu hồi nãy mình đi qua là nhà của bố mẹ. Còn toàn bộ trang trại này là bà anh mua thêm về sau. Chính vì vậy mà tất cả các quyết định quan trọng anh sẽ đều nói ở đây. Quyết định quan trọng á? Ý anh là sao? Em hiểu tính anh mà. Anh là một người đơn giản. Nhưng mà chuyện kết hôn thì không. Chuyện đấy thì có thể về nhà bàn được mà. Bây giờ trước mộ của bố mẹ và ông, anh muốn em trả lời thật lòng. Em muốn kết hôn với anh là vì tình yêu hay chỉ đơn giản là sự hiếu thắng? Và em có chấp nhận sống với một người mà em biết họ không còn yêu em không? Thì ý của anh là muốn chúng ta dừng lại đúng không? Và anh chỉ coi tôi là cuộc vui của anh thôi có đúng không? Anh mới chính là một trong những thú vui của em thì đúng hơn. Anh đã quá quen với những cơn điên của em rồi. Nhưng mà anh chưa bao giờ thèm chấp cả. Nhưng mà trước mộ của bố mẹ anh thì không. Điều gì đã khiến anh quay ngoắt 180 độ thế hả An? Là chị ta, có đúng không? Các người giỏi lắm. Nhưng mà mai anh này nhất định không để cho các người thỏa mãn đâu. Anh nhất định phải là chồng của tôi.